Chào các bạn, quay trở lại với The Quốc Khánh Show Premium. Đây là số thứ 3 và thật trùng hợp là con số 3 này cũng là con số 300% sự hoàn hảo mà vị khách mời của tôi ngày hôm nay luôn đòi hỏi trong những việc mà anh làm trong cuộc sống. Đây là một người quen, bởi vì là trước đây, cách đây rất lâu thì tôi cũng đã từng phỏng vấn anh trên truyền hình cái thời mà tôi còn chưa lập cái kênh YouTube này. Và sau một thời gian thì anh đã có sự thay đổi rất lớn về bản thân, về sự nghiệp. Hiện tại thì anh rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là có một kênh YouTube, rất nhiều fan truyền cảm hứng, phổ biến những kiến thức về phong cách sống. Thì xin mời mọi người đến với cuộc trò chuyện với một người được mệnh danh là một nhà thiết kế triệu đô. Xin mời mọi người cùng gặp gỡ anh Quách Thái Công. Hello Khánh, chào em. Hello anh. Cũng chắc cũng 7 năm, 8 năm. Em không nhớ lắm từ là cái lần cuối cùng em phỏng vấn anh Thái Công ở trên truyền hình là trên chương trình về kinh tế tài chính trên một cái kênh truyền hình trước đây. Dạ, lúc đó anh cũng mới về Việt Nam luôn á. Đúng rồi, mới, em nhớ. Vừa về luôn á là tự nhiên vô tình là trên cái đài truyền hình tên gì em? FBNC. FBNC, cái chương trình của em hồi xưa đúng không? Thực ra em là cũng mới làm chương trình đó luôn. Đều mới cả, và được một người bạn là Quân giới thiệu là gặp anh Thái Công mới ở Đức về. Nhà thiết kế đang định cư, đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam khi mà trở về quê nhà. Tìm kiếm cơ hội nghe cũng hơi tìm kiếm, lúc là anh về thì chưa có kiếm cơ hội đâu. Thật ra anh về Việt Nam lúc đó anh muốn hưởng thụ cái cuộc sống. Tại vì lúc đó thì anh làm việc ở Đức cũng rất là nhiều. Mà cái thời đó thì là anh cũng đang suy nghĩ là có tìm một cái nhà nghỉ mát như là ở miền Nam của Tây Ban Nha hay là ở miền Nam của Pháp như vậy đó. Thì anh thấy tự nhiên bây giờ vô tình anh thấy về Việt Nam thấy nó thú vị hơn. Và anh thấy ok, tại sao mình không có một cái nhà nghỉ mát ở Việt Nam nó sướng hơn nhiều. Thì lúc mà về Việt Nam chứ là chưa gọi là kiếm cơ là hội định nghe, về để nghỉ mát nghe thôi, chứ không phải về để kinh doanh đúng không? chưa tới kiếm cơ hội đó. Mà cơ hội nó cũng đến em. Anh nghĩ cái cơ hội nếu mà mình biết nó đến, là mình biết bắt nó đó, là cái đó là cái mà sự thành công biết được. Nhiều khi cơ hội đến mà mình không thấy nó, hay là mình kiếm cơ hội mà mình kiếm mà kiếm hoài kiếm không ra, mà mình không có tập trung cái gì mình đang làm, cứ đi kiếm đi. Lúc đó thì định nghỉ mát thôi đúng không? Còn bây giờ thì mà cơ hội nó tự động nó đến, em thấy không? Tính ra là 7 năm và thời gian trôi qua rất là nhanh, và bây giờ thì anh đã nói tiếng Việt sành sỏi hơn. Hồi chút, lúc xíu, đó, chút xíu trên, chút xíu chút xíu dạ, vẫn còn bập bẹ, thì bây giờ một cái sự thay đổi thật sự là rất rất lớn. Thì anh thấy là cái trong cái hành trình thay đổi đó thì cái điều gì khiến anh cảm thấy bất ngờ nhất về bản thân của mình? Thật sự cái bản thân anh cũng không có thay đổi gì. Anh là cứ sao vậy, nên cái quần áo anh, cái gương mặt anh có thể là già hơn chút xíu, bây giờ mập mạp hơn chút xíu, ăn đồ ăn Việt Nam ngon hơn thì có thể là thay đổi. Nhưng mà thật sự cái tư duy, cái lối sống anh, dĩ nhiên nó cũng có phát triển, nó có một cái tầm nhìn. Nhưng mà thật sự anh cũng một người rất là có giữ lập trường rất là tốt. Vậy thì cái điều gì đã khiến anh bắt đầu vào chuyện kinh doanh tại Việt Nam lúc đó? Lần đầu tiên anh về Việt Nam là cách đây khoảng gần 20 năm á, thì anh thấy Việt Nam cũng chưa có phát triển gì nhiều. Lúc đó anh muốn đến một cái quán cà phê để ngồi quán cà phê, để giống như bây giờ, và quán cà phê rất nhiều á còn chưa có nữa. Lúc đó chỉ có mấy khách sạn như là Majestic hay là mấy khách sạn như là New World thôi. Nhưng mà tự nhiên khoảng hơn 10 năm sau anh mới trở lại, thì khách sạn Park mới mở, cái tiệm Louis Vuitton mới mở, Gucci mới mở ra. Thì anh thấy nhiều người đi xe Bentley, xe Rolls Royce, anh nói wow, Việt Nam bắt đầu tới giai đoạn kinh tế đang phát triển. Và anh thấy những người này người ta đã chịu xài những cái đồ mắc tiền như vậy thì chắc người ta cũng phải cần một cái ngôi nhà đặc biệt để người ta sống. Anh nói ok, có thể là đây là những người khách hàng của Thái Công trong tương lai. Mà khi đó anh mới về Việt Nam thì là nhiều khi có những cái cách làm, cách tiếp cận nó vẫn từ bên Đức về. Khi mình mới bắt đầu từ Việt Nam mình chưa có quen, thì lúc đó mình gặp cái khó khăn như thế nào? Do ban đầu thì anh về Việt Nam anh cũng coi thị trường ra làm sao, và anh cũng nói nếu mà khách mà người ta thích cái phong cách của anh á, người ta tự động người ta đến và người ta sẽ yêu cầu của anh. Thật sự cái quảng cáo hay là cái tìm khách của anh á, anh muốn nó tự nhiên lắm, có nghĩa là anh làm một cái ngôi nhà cho anh ở, và nếu mà người ta đến nhà anh người ta thấy đẹp á thì người ta thấy ồ,
nhà thay cái ông đẹp quá, tôi cũng muốn nhà giống như vậy, ở đâu anh có cái đèn này, ở đâu anh sắp xếp kiểu này, anh có thể làm cho tôi được hay không? Thì cái đó là cái giai đoạn ban đầu của anh. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì anh cũng gặp rất là nhiều người đến nhà anh mà hay là bạn dẫn đi theo cũng đến nhà anh mà cũng nói ồ tôi nghe nhà anh thấy công sang lắm, nhưng mà tôi đấy tới đây tôi đâu có thấy gì đâu sang ở đây. Ồ tại sang là sao? Anh thấy cái đèn baccarat này anh thấy có sang không? Cái đèn này tôi thấy nó cũng bình thường chứ có gì đâu. Ở đây cái đèn này là baccarat đó anh, cái đèn này là hơn 100,000 đô la và ông Philip Sack thiết kế, còn cái ghế này là của Longhi, cái này là của Aka. Anh nói tôi thấy bình thường, tôi thấy đâu có gì đâu sang. Cái anh mới hỏi vậy cái ý anh là cái nội thất sang là nghĩa gì? Cái anh nói là ở nhà tôi là thích mấy cái đồ mà cắm lai, đồ rồng, mấy cái ghế bự bự á, vậy là mới là sang trọng cho tôi đúng không? Thì lúc đó anh cũng nghĩ ồ vậy anh về Việt Nam chắc cũng còn hơi sớm. Hơi sớm quá, coi như là nếu mà cái đó mà còn cái phong cách đó thì là anh đang ở cái đất nước này sai đúng không? Và sau đó cũng có nhiều người khác cũng thấy cái phong cách này rất là sang trọng và đặc biệt, giống như ở bên New York hay là ở một cái nhà ở bên miền Nam của Pháp như vậy, thì người ta thấy rất là sang trọng cho người ta. Và lúc đó mới đem cho anh một cái hào hứng hơn nhiều để kinh doanh ở Việt Nam. Cái gu của mỗi người, cái cách đánh giá của mỗi người về chuyện sang trọng đôi khi nó khác nhau. Như anh cũng vừa nói, lúc mới về gặp những người họ nói đây là không sang, với họ như thế này mới là sang. Cái việc mà để thay đổi cái gu, thay đổi cái cảm nhận, cái mindset, cái cách mình đánh giá, nó nhiều khi nó mất thời gian lắm. Nó không dễ để mình thuyết phục là đây là mới là sang. Thì cái quá trình mà thay đổi cái suy nghĩ của họ về chuẩn mực sang trọng của anh thì sẽ như thế nào? Thật sự có bao nhiêu người cũng kêu anh là anh phải education người ta, anh phải dạy người ta để cho người ta thay đổi. Anh nói anh đâu có thời gian, anh đâu có rảnh đâu mà đi dạy người ta. Anh có biết người ta là ai, tự nhiên anh đứng anh dạy người ta đúng không? Anh cũng cái mỗi người có một cái sở thích riêng, với là nghề anh là không phải đi dạy người ta, người ta phải tưởng có một cái gì đó người ta phải đến cho mình một chút tí. Chứ mà đứng mà bây giờ anh phải một cái người mà thích mà cái ghế rồng phụng bự mà có cam lai thì anh cũng không có muốn thay đổi cái suy nghĩ người ta chút xíu nào chứ. Người ta muốn làm thì người ta ở người ta đẹp. Anh chỉ phân tích ra hôm nay anh làm mấy cái chương trình YouTube anh cũng làm, anh cũng giải thích là những cái nhà này là theo con mắt của anh là nó không phải là thẩm mỹ hiện đại, thẩm mỹ quốc tế, cái thẩm mỹ mà thật sự là có thể là người Á Châu ở bên Hồng Kông hay là ở bên Singapore, một cái người giàu có thì nó sẽ qua một cái giai đoạn rồi và người ta sẽ giống như là mình em mặc cái bộ áo vest giống như đùi tay, áo vest rất là đẹp nha. Và cái stylist cũng rất là đẹp. Anh là một người đàn ông mà ở Việt Nam anh thấy là mặc đồ rất là có cool. Cảm ơn anh quá rồi. Cái này là đúng là anh nói chuyện. Em coi kênh YouTube của anh giống như không thì anh ngồi với em thì anh cảm giác em là một người giống người Singapore, người Hồng Kông, rất là văn minh, rất là thời nay, thì cái đó nó sẽ dễ cho mình nói chuyện hơn nếu mà người ta cùng một cái văn hóa mở mang hơn. Thì từ lúc anh mới về Việt Nam, lúc mà mình chưa hiểu được thị trường ở đây hoặc là khách hàng, anh thấy còn mới quá, còn bây giờ họ đã quen rồi, thì sau 7 năm như vậy thì cái số lượng người cùng của anh em nghĩ là chắc cũng tăng lên nhiều. Em nghĩ vì sao nó tăng lên? Là do họ thay đổi và họ thích cái anh thích. Không. Trước thế này nó tăng lên cũng theo thời gian thôi, có 7 năm thôi mà thấy 7 năm nay là một cái thời gian cho Việt Nam rất là dài. Trong 7 năm nay nhiều người đi du lịch nhiều hơn. Trước 7 năm ít người đi du lịch nhiều hơn, và năm nay sau 7 năm nay có nhiều người giàu có nhiều hơn và người ta đi vòng quanh thế giới nhiều hơn nữa. Thì trong 7 năm nay là kinh tế Việt Nam phát triển và có rất là nhiều người đã trải nghiệm được cái thế giới ở ngoài, không còn ở Việt Nam nữa mà người ta đi chỗ này chỗ kia người ta thấy, thì những cái người đó càng nhiều lên. Và những người càng nhiều lên, người ta đến người ta thấy ồ Thái Công thiết kế cái phong cách mà giống như tôi New York tôi cũng có thấy rồi, tôi qua bên Paris tôi cũng đã thấy rồi, người ta tự động đến, có nghĩa là anh không có cần dạy người ta nữa, người ta có một cái trải nghiệm ở đâu người ta thấy và người ta đến anh, và lúc đó anh mới tư vấn đúng cho người ta. Thì anh tin rằng thì 10 năm nữa, 20 năm nữa thì Việt Nam chúng ta phát triển càng nhiều nữa thì có rất là nhiều người đã biết cái thế giới này càng nhiều hơn nữa. Thì cái khó cho những cái người mà chưa bao giờ thấy á, mà thấy cái không gian của anh mà thấy nói là sao nó tối quá, hay là thấy nó rối mắt, hay là không biết cái gì mà người ta diễn tả tại nó qua lạ mắt á, thì là khó chịu, mà thật sự anh cũng không có tư vấn người khách đó được. Đúng không? Đó. Thì bởi vậy kinh tế Việt Nam chúng ta càng phát triển thì có nhiều người sẽ hưởng thụ cái cuộc sống trong thế giới nhiều hơn và hiểu hơn cái văn hóa, người ta mở mang hơn, người ta mở rộng tầm nhìn nhiều hơn. Thì khách của anh
càng nhiều hơn nữa. Dạ, đôi khi người ta tự hiểu ra chứ nhiều khi mình dạy mãi không được, phải tự hiểu ra và từ từ họ hiểu được tại sao anh làm như vậy. Yeah. Em cũng rất hiểu khi anh nói như vậy, bởi vì nhiều khi có những cái mình tưởng là mình thích, mình tưởng đây là gu của mình, cho tới khi mình gặp một cái mình thấy nó tốt hơn. Yeah. Hoặc cho tới khi mình gặp một cái mình thấy là tôi mới thật sự là đây mới thực sự là gu của tôi nè. Yeah. Từ trước tới giờ tôi nhầm rồi. Cho nên là cái sự mở mang kiến thức thì nó cũng góp phần làm cho người ta nhận ra. Yeah. Không, thực sự cái người mà mở mang ra thì rất là thông minh, và người thông minh ta mới mở mang được, không cho cái tiếng Đức nó gọi là fair the soy club, cái là con ngựa mà nó cứ che cái con mắt này đúng không, có thấy chỉ thẳng thôi đó. Yeah. Thì cái người mà càng mở mang thì người ta cũng phải có một cái tư duy thích học hỏi thêm. Yeah. Thì người ta sẽ đến anh và anh nghĩ người ta sẽ thắng, người ta sẽ sướng. Yeah. Cái thiết kế của anh đó, anh làm cho người ta thật là sướng. Bây giờ thì dễ rồi, mọi người hiểu gu của anh, thấy thích cái cách anh làm, đến nhờ anh tư vấn. Nhưng mà nếu có một cái tranh cãi gì đó thường là có, thì là thường là về cái gì để mà đi đến thống nhất với lại khách hàng? Mọi việc không thể nào suôn sẻ mãi từ đầu tới cuối được. Dạ. Yeah. Khó hả? Tại biết không? Tại anh phải suy nghĩ rất là lâu. Anh có tranh cãi với khách nhiều không ta? Người ta tưởng anh cãi khách nhiều chứ thật sự anh không tranh cãi khách nhiều lắm luôn. Không cãi gì luôn. Đúng luôn á. Không, có thể là vì cái người khách mà được công ty anh chọn á, và tại vì muốn mà làm khách đến đây á, là phải qua vài vòng phỏng vấn. Dạ, okay. Chứ khi đến vô cái tiệm này á, là phải nói tôi có $1,000,000 tôi muốn thiết kế, tôi muốn gặp anh Thái Công liền lập tức. Dạ. Cũng chưa chắc. Chưa chắc. Không, vậy biết bao nhiêu người có $1,000,000 muốn thiết kế nội thất đúng không? Thì bên anh cũng đưa ra những cái điều kiện. Ok, em hiểu rồi. Bên anh làm điều kiện đầu tiên là dĩ nhiên anh phải có một cái thẩm mỹ cùng tiếng nói với anh Thái Công. Okay. Anh Thái Công mới nhận được. Yeah. Bây giờ anh đến đây mà anh muốn thiết kế mà rộng phụng và như thì kiểu không, như vậy á, thì thật sự Huy là cũng sẽ từ chối mà anh. Yeah. Đầu tư $1,000,000 bên anh cũng không làm nữa. Tại lúc đó là anh đem anh tranh cãi đó, anh chạy rất là mệt luôn đó đúng không? Bây giờ anh yêu nghề là như vậy thì anh phải giữ những cái khách đó. Okay, không hợp với bên anh rồi. Nói chung mình sơ tuyển, mình lựa khách ngay từ đầu. Yeah. Vô tới đây thì tới đây rồi cái phần thứ hai dĩ nhiên nó sẽ khác những công ty khác, đó là bên anh đó là cung cấp nội thất, thì những cái công trình anh làm á, tại anh muốn giữ cái thẩm mỹ và cái quality, cái chất lượng của công trình anh, từ cái bàn, cái ghế, cái đèn, dao muỗng nĩa là anh cung cấp hết để không gian nó mới sang trọng được. Là chứ không phải là đến anh mà để mấy cái bàn này đi đóng rồi để vô hay là mua rẻ tiền để vô thì công ty anh không có làm. Anh chia rất là rõ ràng, bên Thái Công là thiết kế cái không gian cho anh, Thái Công thiết kế cho anh cái trần, cái tường, cái sàn. Yeah. Chia cái mặt bằng lại, bố trí cái không gian lại, đưa ra cái phong cách nào, và sau đó anh Thái Công sẽ chọn tất cả những cái nội thất nào trong cái không gian của anh. Và dĩ nhiên anh sẽ cho khách hàng anh chọn những cái màu sắc, màu da, màu vải, anh sẽ cùng nhau tư vấn. Thì cái đó nó mới thành cái nội thất của anh được. Đó thì nội mấy cái đó đã chọn lọc khách hàng rồi. Một điều rất là đơn giản, nhiều khách hàng tới đây gặp mà nói chuyện với Huy mà cũng rút lui rất là mau, vì bên công ty anh cũng đưa ra một cái điều kiện cũng rất là táo bạo. Hay táo bạo gọi là sao ta, sang chảnh hay là gọi là gì ta. Vì bên khách đến đây phải mua $500,000 tiền nội thất rời. Yeah. Tiền bàn, ghế, bên anh mới nhận cái công trình. Yêu cầu bắt buộc. Yêu cầu bắt buộc em phải bỏ ra $500,000 em phải mua đồ nội thất. Okay. Cái số tiền đâu có ít đâu. Bởi vì cái đó là người ta đã rút từ ra rồi. Số tiền nó lọc khách rồi đó. Đã lọc khách rồi đó. Yeah. Bởi vì một cái số tiền không phải là ít, $500,000 mua nội thất rồi, có nghĩa là bên anh cung cấp hết từ bàn, ghế, đèn, hình ảnh, thảm. Yeah. Anh cung cấp được hết. Thì bên người khách phải chịu đầu tư cái số tiền đó. Bao nhiêu công ty ở Việt Nam đưa ra cái điều kiện đó cho khách? Em hỏi đi. Chắc không có nhiều, không có, em không biết, chưa được biết. Mà ngược lại hiện nay anh rất là nhiều khách muốn đầu tư đó mà anh không làm. Có. Dạ. Yeah. Không cùng gu. Không cùng gu. Yeah. Vậy. Có nhiều người bên cạnh tranh nghĩ là ô vậy Thái Công là đâu phải nhà thiết kế thất, Thái Công chỉ là bán nội thất thôi. Yeah. Chỉ có người mà chắc là chưa bao giờ đi đến nhà Mai á, hay là chưa bao giờ đi ăn nhà hàng có thể nói cái câu đó. Yeah. Thì em đến nhà Mai thì em cũng phải lựa cái nhà Mai cũng phải có vải cho em chứ. Chứ nhà Mai mà nói tôi anh phải đi ra chợ anh mua vải em đến tôi mai cho anh, đó phải là nhà Mai có vải, mà vải càng tốt á thì nhà Mai đó mới nhà Mai đặc biệt. Tại vì muốn mua vải tốt á cũng đâu phải là dễ. Em muốn hợp tác với Lopiana thì hay là Cheruti vải thì em phải hợp tác người ta, mà công ty em nhà Mai em phải đặc biệt em mới nhận được rồi. Mấy cái vải đó đúng thì rồi. Cái công ty anh á là tất cả bàn ghế nội thất của anh á là giống như mấy cái vải này, hay là em ăn nhà hàng mà đẳng cấp 3 sao á thì cái người đầu bếp phải biết mua thịt
ngon ở ngon chỗ nào, cá ở đâu, gia vị chỗ nào, thuốc phải mua ở đâu, mua những cái chai rượu ngon ăn cùng với những cái lựa món chọn. Ăn của mình lựa chọn ở đâu, mà người ta phải có cái nguồn gốc nữa. Thế em mà nấu bình thường làm sao biết cái nguồn gốc rượu mua chỗ nào, thịt mua chỗ nào? Thì cái công ty của anh y chang như vậy. Anh muốn nấu một cái ngôi nhà rất là sang trọng, rất là ngon, thì anh phải cần vật liệu rất là ngon, rất là đẳng cấp, rất là tốt, thì anh mới sắp vô nó thất được. Thì cái đó là cái service, cái service của công ty anh đem ra. Không phải anh vẽ cho khách hàng một cái bản vẽ và anh thấy cho em đóng đó, đó rồi anh tự đi tìm nội ghế, nội thất anh sắp đi. Thì nó mới ra nông nổi như vậy, nhiều cái không gian, anh biết không? Bởi vì nhiều công trình đó, em thấy chỉ bản vẽ 3D đẹp đẹp. Rồi cuối cùng bàn ghế từ đâu ra, bắt đầu tự đóng. Đó, cái đó là cái khác biệt, cái đó là cái service của anh. Cái service giống như em đến nhà mai em được lựa vải tốt, em đến nhà hàng người ta nấu ăn một cái món sẵn cho anh, và người ta có sẵn hết cho em hết. Và em chỉ chọn món thôi, thì anh làm y chang như vậy, và chỉ nó khác biệt là nội thất. Vậy cái mà kinh nghiệm mà từ lựa chọn những cái nội thất này á, để sắp xếp á, nó cũng tốn anh hết 20 năm vừa qua để xây dựng cái công ty lên. Và ngược lại anh sống ở bên Đức cũng gần 40 năm, và anh cũng sống trong những cái không gian rất là đẹp, và anh rất là đam mê về nội thất, và anh cũng nghiên cứu cho anh rất là nhiều nội thất, thì nó mới có cái ngày hôm nay anh mới đi chọn khách được. Đó, bởi nhiều người chưa hiểu cái nghề của anh là gì đó, vì họ chưa hiểu cái cách công việc đang làm. Và em thấy là anh đã phải tự học rất nhiều. Trước đây là anh tốt nghiệp thiết kế thời trang, nhưng mấy chục năm là anh học hỏi và trau dồi, bởi vì anh có đam mê về nội thất. Và anh giúp cho khách hàng lựa chọn. Cái lựa chọn ban đầu nó quan trọng lắm. Vậy thì ở góc độ là một cái người nghề nghiệp thôi, một người thiết kế nội thất qua bao nhiêu năm rồi, anh có thấy bản thân mình còn có gì mà cần phải cải thiện không? Anh lúc nào cũng phải cải thiện, vì anh phải là up to date. Anh là nhà thiết kế giống như là một chiếc thế thời trang, thì cái không gian em ngồi trong không gian này, em biết là em không phải ngồi trong không gian 1850, đúng không? Nó hiện đại nhưng mà nó không phải là 1960, có là nó là năm 2021 ở đây, đúng không? Có nghĩa là cái không gian thì năm 2030, năm 2040 thì anh cũng phải làm theo tiếp tục chứ, đúng không? Thì nó cũng thay đổi theo cái thời gian. Thì cái người thiết kế, tất cả những người mà sáng tạo ra cũng phải up to date. Thì đó là cải thiện. Thế là cái sự cập nhật cái mới. Cái mới vậy. Hay là kỹ thuật nó cũng thay đổi, như là bây giờ máy lạnh cái system nó hơi khác, hay là âm thanh nhạc người ta dùng cũng khác, không cần mấy cái máy âm ly bự bự nữa mà người ta giấu hết mấy cái loa, hay là tất cả những cái em phải biết những cái kỹ thuật đó đi, là nội kỹ thuật không. Còn những mà sắp xếp nội thất thì nội thất nó cũng thay đổi nhiều, vì kỹ thuật nó thay đổi. Như hồi xưa mấy cái tivi là nó bự bự không vậy, mà nó dày vậy nè, em phải để trên cái tủ. Còn bây giờ tivi đâu có ai để trên tủ nữa, tivi người ta treo trên tường không, hay là đúng không? Bây giờ nó sẽ những cái kỹ thuật nó cũng thay đổi, thì nó cũng sẽ thay đổi cái nội thất của mình đi, nhưng mà nó cũng theo một chút xíu thời gian theo, của nó, cũng như cái bàn này của thiết kế ngày hôm nay, nhưng mà em nhìn nó giống như Art Deco đi, đúng không? Art Deco của Mỹ 1930 1940 cũng giống. Đó là cái sự đam mê về cái tính nghệ sĩ trong anh, cái sự đam mê nghệ thuật, cái sự đẹp và cái sự tinh tế. Nhưng mà để sang làm kinh doanh là đôi khi nó đòi hỏi rất nhiều thứ khác. Một cái người có máu nghệ sĩ sang làm kinh doanh không phải ai cũng làm thành công đâu nha. Bởi vì cái sự, em tin là anh sẽ có nhiều cảm xúc mà. Tại vì mình có cái sự xúc động, cái sự rung động trước những cái đẹp. Và khi sang kinh doanh là bắt đầu bài toán về thương trường, về lợi nhuận, về con số. Có lúc nào anh gặp những cái mâu thuẫn hoặc những cái thử thách nào với một cái người mà có cái đầu óc mà đam mê nghệ thuật như anh mà sang làm kinh doanh? Có thể anh có một cái năng khiếu gọi là vừa nghệ thuật và vừa kinh doanh. Nếu mà em kinh doanh, hiểu quá. Thật ra nếu mà em kinh doanh mà em không có một chút xíu nghệ thuật thì nó cũng chán nản, và có thể là nó cũng dễ thay đổi. Và em mà nghệ thuật không mà em không biết về kinh doanh thì em cũng chết từ đời nào, đúng không? Bậy bỏng không? Đúng không? Không phải. Có thể là anh từ hồi nhỏ, có nghĩa là có thể là anh đã học nhiều cái điều này từ ban đầu rồi. Hồi xưa em biết không, anh 15 tuổi là anh bắt đầu học ảo thuật gia. Thì cái đó nó cũng dạy cho anh biết, nói chuyện với khách, muốn kêu anh ảo thuật cho một cái chương trình đám cưới hay là tiệc lớn hay là gì đó, anh cũng biết thỏa thuận với người ta giá cả, buôn bán của mình, bán sản phẩm đó của là mình kinh doanh đó. Đã học lúc mười mấy tuổi rồi, qua điện thoại ra gọi anh là tôi muốn mời anh ảo thuật cho tôi. Thì anh phải hỏi là ồ vậy ảo thuật cho tiệc gì, đám cưới hả? Ok, đám cưới anh khách sạn Four Seasons hay là khách sạn ở ngoài nhỏ nhỏ, thì anh cũng biết cái giá anh nó khác nhau. Từ hồi xưa là cái trong người là có máu kinh doanh từ xưa, rèn luyện kỹ năng kinh doanh. Có thể là cũng vì từ ba anh đi, gia đình anh là gia đình kinh doanh,
gia đình gia đình hồi xưa là ở Việt Nam là sản xuất dầu gội đầu với keo xịt tóc. Ba anh là cũng rất là thích kinh doanh. Thì bởi vì có thể là từ đó ra, I don't know, không biết từ đâu. Nếu mà anh có thể tự mô tả về bản thân anh bằng 2 hoặc 3 từ nào đó, về bản thân anh, về con người Thái Công, thì anh chọn từ gì? Không phải là nội thất, không phải là công việc, nha, về con người anh. Ok, diễn tả anh ha. Anh một người rất là tò mò, là muốn hiểu biết nhiều, rất là cái gì mà anh nghe mà anh thấy thú vị anh cứ hỏi đến, anh tìm hiểu thêm, rất là tò mò. Cái đó là từ hồi nhỏ đến giờ anh hỏi hoài, anh hỏi biết má anh la luôn á, mày hỏi tao hoài sao tao biết được. Cái gì anh cũng hỏi chứ. Từ rất là tò mò. Rồi sau đó giữ cái lập trường, có là anh làm cái gì á, anh muốn làm cho đúng, làm cho tới, chứ không phải vừa làm xong mà thấy chưa được thì bỏ. Anh làm không được anh sẽ làm tiếp tục, anh làm tiếp tục mà tới chừng nào mà anh thấy tôi đã cố gắng hết sức có thể, và tôi làm tất cả nhưng mà nó cũng không có giống như tôi thích đi, có thể anh bỏ nhưng mà anh không có bỏ liền lập tức từ ban đầu, đó là phải giữ lập trường đó đâu. Và nhiều khi đó anh cũng đem một cái sự tự tin cho mình. Và anh cũng không có để cho người khác chê bai để anh thay đổi sướng. Đúng không? Anh làm cái người khác chê, ô cái này không được đâu, cái này không được tốt đâu, hay là anh muốn học cái này nó đừng học cái đó dở lắm vậy đó. Anh muốn từ cái trải nghiệm của anh. Và nhiều khi bởi vậy em biết không, anh coi phim á, anh ghét nhất là đọc bình luận trước, có thể cái bình luận nó khác cái anh nhìn, và anh thích xem phim xong rồi anh mới đọc bình luận. Thì anh không có để cho người khác influence anh nhiều. Từ hồi nhỏ đến giờ anh muốn làm sao anh làm cái đó là cái phải tự tin một chút xíu. So, kiên nhẫn, có lập trường, tò mò, giữ lập trường, nhiều khi quá tự tin không? Nếu mà mình không tin mình, ai tin mình? Hả? Em không tin mình, mẹ em là ai mà tin mình được? Thì bởi vậy, anh thấy có cái mình thiếu cái tự tin, có thể là mình thiếu cái trải nghiệm, thiếu cái kinh nghiệm. Nếu mà em làm một cái gì mà anh nói, ồ, cái này có đúng không nhà Khánh? Thì lúc đó em mà chưa có tự chưa tin lắm nhiều em mới ồ như vậy anh nói thiệt vậy hả, đúng không đó. Vậy nếu mà em mà càng biết càng rõ ràng cái gì em làm á, thì thật sự không có cái ai mà lật đổ em được hết. Mình nói về kênh YouTube của anh một tí, thực sự đó là một cái sự thay đổi cũng rất là lớn. Thì bản thân em cũng quan sát anh qua nhiều năm và thấy là từ lúc làm kênh YouTube xong là một anh Thái Công rất khác, và nó tác động rất nhiều đến những gì anh đang làm. Chắc hẳn là lúc đầu anh làm kênh này chắc cũng không nghĩ đến có ngày hôm nay đúng không? Lúc đó mình nghĩ như thế nào? Không, thì ban đầu em biết là ví dụ cái kè của anh là anh phải tìm khách đi. Thì trước đây thì anh quảng cáo trên Vietnam Airlines trang đôi luôn. Tốn anh rất là nhiều tiền một năm chở cứ trang đôi. Còn mỗi tháng cứ đăng trang đôi Vietnam Airlines. Anh lên báo Forbes Magazine cũng trang đôi, anh trả tiền ra đăng báo, cái là bài đăng báo. Thì anh cũng đánh vô một cái khách mà đi máy bay ngồi hàng đầu coi những cái đó, hay là những cái người khách mà đọc Forbes Magazine thì cũng trong người kinh tế. Và sau đó thì mà nói ồ sao mình không làm vài cái phim mình chiếu trên cái kênh của mình, chiếu trên cái trang của mình để cho người ta hiểu biết cái công ty mình nhiều hơn. Thì cái anh mới ok vậy mình làm thử vài phim. Mà anh làm cái phim đầu tiên là anh làm cái nhà ở Ba Son á, cái nhà mà anh đề cái bên team anh cũng đề cái tên cũng giật gân lắm, hình như là nhà 1 triệu đô la vậy đó. Tự nhiên bây giờ cũng hơn 1 triệu người xem cái phim đó luôn em. Trong vòng vài tháng thôi có là anh thấy wow. Từ ngày anh làm YouTube của anh thì khách hàng đối tượng anh cũng xem rất là nhiều và cũng một lớp tuần giải rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh làm cho anh rất là hào hứng làm cái kênh đó. Thật ra anh cũng muốn những cái người trẻ học cái nghề này và sẽ mở mang tầm nhìn nhiều hơn. Có thể là người ta học ở đây trong trường học nhưng mà thật sự cái trải nghiệm á, thực tế á, là bao nhiêu người được có trải nghiệm này. Thì bây giờ anh chia sẻ cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của anh cho những người trẻ xem và hy vọng những cái chia sẻ này sẽ giúp đỡ Việt Nam chúng ta, có thể là anh nói là đẹp hơn đi. Cái không gian nó sẽ văn minh hơn và có thể là ngày đó có nhiều tạp chí quốc tế chụp hình ngôi nhà ở Việt Nam nhiều hơn. Không, nhưng mà anh thấy sau một năm á, anh thấy anh cũng influence cũng nhiều em. Bây giờ anh thấy nhiều cái băng vẽ mà bây giờ những người kiến trúc sư khác mà bắt đầu đưa lên là anh thấy cũng có thay đổi rồi đó. Có một tí thay đổi trong trọng rồi đó. Thì thực sự mọi người có thể nói kênh của anh là về nội thất, nhưng mà không chỉ nội thất mà còn rất nhiều kiến thức khác. Mà ở góc độ đặc biệt là các bạn trẻ và cả những bạn không trẻ nữa xem thì cũng cảm thấy có những cái mình chưa biết.
thì mình mở mang thêm. Giá ngộ một cái là thật sự là có nhiều khách đến tìm anh là dẫn đứa con theo, mà đứa mà cái người khách đó là nói tôi đâu biết Thái Công lại đâu, con tôi mới có 15 tuổi mà nó thích anh lắm luôn á. Nó có anh hoài, nó dắt tôi tới tiệm, dắt tôi tới tiệm đây nè. Có nhiều người khách cũng lớn tuổi lắm, có 70-80 tuổi em, mà đến anh cũng hâm mộ anh lắm, rồi đứng chụp hình chung với anh vậy đó. Có nghĩa là ô cái người 16 tuổi mà cái người 80 tuổi cũng thích anh, xem anh nữa. Có giờ anh ngồi anh nghĩ là tại sao họ thích mình trên YouTube đến như vậy hay không? Có thể là anh một cái người biết hiểu người ta xem người ta cần cái gì, tay giải trí gì. Hồi đứa hồi xưa là anh ảo thuật gia mà, em biết anh có một cái team làm YouTube cho anh, anh có tới 4 người cắt, anh có tới 2 người quay phim, rồi người biên tập này kia. Nhưng mà anh phải dặn tất cả khi với anh là tất cả cái phim gì mình làm á, đầu tiên số 1 á, là hàng đầu á, là phải giải trí cho người ta được. Phải entertainment người ta, chứ không thôi mà em không có giải trí thì người ta coi nó em thành một cái phim quảng cáo thì không ai xem hết. Luôn cái yếu tố giải trí giống giải trí là đầu tiên là phải giải trí. Thứ hai là phải đem một cái học hỏi cho người ta được, một cái thông tin người ta học được, người ta có trải nghiệm được trong cái phim của mình. Ai cũng thích học hỏi chứ, mà có cái kênh của anh á, người ta học hỏi rất là nhiều. Và anh có nhiều thứ anh muốn chia sẻ mà người ta có khi người ta cũng không biết. Bởi vì người ta coi kênh anh người ta học rất là nhiều. Và cái điều thứ ba là anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh cho khán giả xem, mà những kinh nghiệm này người ta không có trải nghiệm và có kinh nghiệm được. Thì những cái trải nghiệm của anh chia sẻ, người ta ngồi ở nhà, người ta chưa được đến cái khách sạn 5 sao đó, chưa đến khách sạn Ritz đó, người ta chưa ăn một cái nhà hàng Louis 15 ở Monaco, hay là những cái trải nghiệm đó anh chia sẻ cho người ta xem. Mà anh không phải là nói là tôi đã đến đó thôi, nhưng mà vì sao cái nhà hàng đó ngon, và anh chia sẻ vô cái chi tiết đó, hay là anh chia sẻ những cái quần áo người ta học và hỏi, đúng không? Thì những cái đó có thể là nó thu hút cho khán giả. Thực sự là em thấy, cá nhân em cảm nhận, tại em cũng là một người làm YouTube và cũng làm nội dung, và em thấy cái điều thu hút nhất đôi khi nó rất là đơn giản, bởi vì anh rất là thật. Tức là anh là con người của anh, tức là anh không có cố gắng gồng lên, không cố gắng diễn, không cố gắng giả trưng, không cố gắng, tức là những cái gì trên YouTube của anh thật sự là nó là con người thật. Những tất cả những trải nghiệm từ công việc cho tới cá nhân, em thấy anh chia sẻ rất là có tâm. Anh nói rất là tự nhiên, anh tức là một cách rất là thật. Với cái sự thật như vậy thì em nghĩ là thực sự là nếu mà thực sự người ta thích thì người ta sẽ rất là cái độ hâm mộ và cái sự thích thú và cái cảm tình nó sâu sắc hơn là những cái cách mình cố gắng tạo ra một cái gì đó nó hào nhoáng, hay là mình tạo ra thì không có lâu dài đâu. Cái người nào mà thực sự cố gắng tạo ra cái gì thì em không bao giờ giữ cái lâu dài. Em tiếng Việt nó coi là giấu đầu lòi đuôi vậy đó, đúng không? Em cứ giấu cái này, thực sự em không có sang trọng, mà vì em diễn cái kiểu sang trọng đi á, thì em người ta cũng thấy ra được. Bởi vì anh cái kiểu anh bây giờ là anh một cái người rất là thẳng thắn đi, mà anh cứ nói thẳng thắn. Bây giờ giả bộ anh nói anh có cái chị khách của anh là chị Ly á, chỉ là người Bắc mà chỉ cứ dạy anh là phải khiêm tốn với tế nhị với thao mai chút xíu. Thao mai được. Anh nói là anh thấy anh không thao mai lắm. Anh không thao mai được. Bây giờ cứ nói xấu mà kêu anh khen xấu đẹp chắc anh không làm được luôn á. Còn anh thẳng thắn là anh thẳng thắn. Đó là cái mà là thích hay không thích, mà chứ có là rất là thích cái kiểu thẳng thắn như của anh. Còn khiêm tốn, ok, có nghe cái đó mình giả bộ mình tạo được, có cái khiêm tốn đó cũng là một cái tuồng kịch, em biết không? Thật sự là trong người ta có thật khiêm tốn hay không, hay là chỉ lên Facebook, lên YouTube lên có khiêm tốn hay không, đúng không? Thật sự là anh nói, ok, thì dĩ nhiên anh sống ở bên nước ngoài rất là lâu, thì anh cũng so sánh những cái trải nghiệm của anh ở bên nước ngoài rất là nhiều. Nếu mình thấy mình càng nhiều thì mình so sánh được. Có nhiều người cũng nói, ôi tại sao anh Thái Công cứ đem Âu Châu ra so sánh ở Việt Nam? Nhưng mà anh đã sống 40 năm ở bên Âu Châu và anh thấy nhiều cái nó hay hơn. Tôi sao nói vậy thôi. Nó hay hơn. Ở bên đây thì anh mới so sánh để cho mình học hỏi hơn. Nhiều thứ mình đang làm ở đây là cũng từ Âu Châu về hết chứ bộ. Đâu thì mình cũng uống cho một cái ly Baccarat, mình cũng mặc cái áo vest, mình xem đồng hồ của tay, mình vô Starbucks mình uống cà phê, đúng không? Tất cả là Âu Châu về hết. Thì nó thật là như vậy thì có sao nói vậy. Nhưng mà mình thấy càng nhiều á thì mình không có nếu mà thấy càng nhiều mình mới so sánh được. Nói chung cái này là khó nói lắm, tại vì là khi mà mình đã chia sẻ thật, mình là con người thật của mình, sẽ luôn có ý kiến trái chiều, nó là như vậy, đâu phải ai hoàn hảo được, và không thể nào mình làm hài lòng tất cả mọi người được, nên em rất là hiểu những cái gì anh định nói ra mà có khi là khó diễn tả, nhưng anh cứ thật là như vậy thì nói một cách tự nhiên,
chứ còn không thể nào đi làm hài lòng hết được, mình sẽ luôn có trái chiều. Không có nhiều người cũng có thể là khó chịu vì anh chê. Anh chê, nếu mà anh không chê á thì làm sao người ta biết nó xấu? Mà anh cứ nói ô cái này đẹp lắm mà anh không có so sánh cái xấu á, làm sao người ta biết được? Như như anh thấy anh chê là vô cái nhà tắm sang trọng đi, mình đừng nói là cái nhà trung bình đi, một cái nhà tắm mà thiết kế toàn là cũng bự bự không đi. Mày cái nhà bán cũng cái chịu là mà anh vô á, mở cửa ra thấy cái bồn cầu liền lập tức, và cái bồn cầu kế bên cái bồn tắm thì anh phải chê rồi chứ. Kêu anh chỉ nói ô cái bồn tắm nó đẹp lắm nha, cái anh không nói cái bồn cầu. Đúng không? Được, người ta không hiểu được đúng không ta? Hay là anh đang chê mà có nhiều người chưa có cái trải nghiệm đó luôn á, là trong cái phòng bồn cầu á là có một cái thoát nước trong trọng. Để xịt nước xịt vậy đó. Nhưng mà cái xong ấy ủa họ đi là không có cái đó lấy gì xịt. Thì anh mới cái tư duy là cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm cuộc sống trong trọng. Dĩ nhiên là nếu mà anh có một cái giọt nước mà anh xịt á thì sau đó anh cũng phải lấy cái khăn anh lau nó khô là tước lại. Chứ khăn mình cũng phải lau đúng không, chứ phải là mình xịt xong mình nó ướt như vậy. Và cái vệ sinh của anh ở nhà anh là nhiều khách anh nó sang trọng là anh làm sàn gỗ luôn, toàn sàn gỗ thiệt luôn. Mà người nói ô như vậy người đàn ông đi tiểu như vậy mà bắn chùm lum làm sao đúng không? Thì cái đó nhân dịp đây anh cũng có thể là nói là cái sự tử tế đó em, cái sự văn minh á. Nếu mình đàn ông mà đi bắn á thì lấy cái tờ giấy ngồi xuống lau sạch sẽ lại, và mình sẽ ra cái phòng vệ sinh giống như mình muốn vô cái phòng vệ sinh của mình. Anh đi lên máy bay mà anh vô cái phòng vệ sinh á mà anh làm dơ là anh sẽ lấy khăn anh lau sạch sẽ anh bước ra. Em tưởng tượng anh bước ra mà có một cái người phụ nữ khác chờ trước cái vệ sinh cho máy bay, mà anh bước cái cô đó bước vô nói mày gọi ông Thái Công mới vừa xài mà cái vệ sinh mà thấy mà ghê luôn á. Lúc đó chắc anh mắc cỡ anh hổ thẹn lắm luôn á, bởi vì anh phải bỏ cái phòng vệ sinh anh rất là sạch sẽ cho người khác dùng. Thì từ ở nhà anh ở hay là tới cái trong cái vệ sinh công cộng trong khách sạn hay là một cái vệ sinh trong máy bay, anh cũng phải giữ gìn vệ sinh cho rất là sạch cho người khác xài. Những cái chi tiết thiết kế đó thì dĩ nhiên nó khác hơn những cái người mà xem kênh của anh và cái nhà người ta ở khác nhau. Thì người ta thấy hơi lạ và nó đem ra một cái đề tài tranh cãi mà anh cũng rất thích lắm luôn á. Tại vì thật sự nếu mà vì cái tranh cãi đó thì anh tin rằng á một ngày đó người mà sang trọng mà người hiểu biết người ta cũng đòi anh Thái Công nói rất là đúng. Nhiều khi anh ngồi trong khách sạn phát anh đi vệ sinh thì anh thấy anh vừa vệ sinh thì anh cái người đàn ông á đi vệ sinh ra anh vừa bước vô là dơ hầy và rước ra là còn không rửa tay nữa, rồi đi vô ngồi kế trong khách sạn kế bên bà vợ. Thì em thấy không, cái đó là anh đã thấy mà cái người vợ có thể đâu bao giờ thấy đâu. Thì bây anh nói cái đề tài này có thể là nó hơi đụng chạm cho người khác em, nhưng mà anh nghĩ nếu mà anh phải nói như vậy ra thì nhiều khi anh chê đi để cho đánh thức những cái người trẻ đang lớn lên bây giờ, có thể là người ta sẽ làm ra tiền giàu có hơn, người ta đi du lịch nhiều hơn và người ta có văn minh hơn, mà những cái điều đó nó sẽ giúp đỡ cho dân Việt Nam chúng ta sẽ mở mang nhiều hơn và văn minh hơn nhiều. Anh em nghĩ hiểu là ý anh. Cái chữ chê của anh đây nó không phải là tiêu cực mà là anh đang nhận xét một cái điều mà nó khác biệt với cái chuẩn của anh, và anh đang nhận xét theo cái cảm xúc thật của anh. Và em tin rằng là đã gọi là mặt quan điểm người gu tranh cãi hoài không hết. Không bao giờ anh đúng tôi sai, anh sai tôi đúng. Nhưng mà tranh cãi cái chỗ đó thì tại vì người ta đâu có cái trải nghiệm đâu. Đúng rồi. Đúng không? Nếu mà em trải ít nhất là em phải có một cái trải nghiệm y chang như vậy. Em cũng có một cái phòng vệ sinh có sàn gỗ. Em có một cái thoát nước hay không thì em phải, hay là em phải xài y chang như anh. Anh với em mới tranh cãi nhau được chứ. Tự nhiên còn người ở kiểu này ở làm sao không tranh cãi được, cãi hoài không dứt được. Và đó là một cái quan điểm của anh để họ tham khảo là đây anh Thái Công làm như thế này nè. Mới nhận ra được trước giờ mình làm có thể là mình làm sao làm khác quá vậy, mà không biết là làm như vậy có ảnh hưởng gì không. Không, thí dụ bữa hồi nãy em nói với khách hàng anh đi, khách hàng anh chịu bỏ ra 500.000 đô la mua nội thất, rồi anh thiết kế một cái không gian vệ sinh và anh nói anh bỏ luôn cái thoát nước đi, mà cái ông chủ đó ông nói ông tôi cần cái đó. Thật sự nếu anh cần cái đó anh để cho anh cũng được, nó không có liên quan cái nội thất anh nhiều gì lắm. Thì anh thói quen anh cần cái đó đúng không? Tôi không thích cái sàn gỗ trong nhà, tôi thích cái lằn gạch hơn, mà tôi thích cái giò xịt nước hơn. Có thể anh nói ok, vì nó có nhiều cái bồn cầu rất là hiện đại lắm, nó trong bấm nút hết trơn. Anh là xài nhà anh bấm nút nó có massage nữa, nó có rửa hết trơn rồi, nó cái ngồi trên cái ấm có nghĩa là rất là sạch sẽ, mình không có cần mấy cái vòi nước đó nữa. Thì có thể anh tư vấn cho anh cái bồn cầu đó, anh nói ok, tôi không quen xài cái bồn cầu đó, ok anh xài thử, rồi anh sẽ gắn luôn cả hai luôn, có thể anh gắn luôn cái bồn cầu đó và anh gắn luôn cái giò nước và anh gắn luôn cái khẹo đó cho họ thấy sự khác nhau, cho người ta xài đi, có thể người ta xài lâu năm và người ta nói
hồi đó anh Thái Công nói thật sự cái này tôi cũng không có cần không lắm cần. Nó cũng hơi xong hơi cái mùi hôi hôi ở trong nhà nó đúng không, mà lúc đó cũng nào nó cũng dơ, mà bây giờ tự nhiên anh Thái Công sắp cho tôi một cái không gian mà toàn là đồ đạc như vậy không như vậy nè, mà tự nhiên tôi bước vô cái phòng ngủ tôi mà tôi lót cái sàn gạch bông rồi tôi đòi gạt sàn gạch bông rồi tôi đòi luôn cái phèo nước đó. Em tự động anh sắp vô anh tự động nó thấy rất là kỳ cục, nó không có hợp trong một cái không gian mà cả triệu đô la. Hay là ngược lại như là ở Việt Nam cái thói quen là vô nhà là phải cởi dài, đúng không? Thì thói quen của anh đó là vô nhà, khách vô nhà anh là không được cởi dài luôn á, chứ là bắt người ta cởi dài. Có là người nào muốn cởi dài ta nói xin lỗi anh không cần cởi dài đâu, cứ mang dài. Thì anh cái điều đó nó thành cái thói quen của anh, vì anh nghĩ cái đó là anh cũng tôn trọng người khách của mình. Tại vì anh thấy tương tự em tới nhà anh, em mặc nguyên cái bộ vest này mà anh bắt em cởi dài rồi em đi chân không ở trong trọng thì nhìn em ra làm sao. Người khách mà đã đến nhà anh mà thấy anh mang dài ở trong nhà mà đi trong nhà như vậy, người ta thấy thật sự là quá sạch sẽ, đâu có đồ dơ, đâu có cởi dài ra. Mà khách đến đây mà mặc áo đầm, mặc nguyên cái bộ Chanel, người ta mua cái đôi dài cả ngàn đô la mà tự nhiên bắt người ta cởi ra mang cái đôi dép kẹp vô trong trọng, mà người phụ nữ người ta cũng thích cái chân nó dài ra đúng không, xách cái bóp đầm mà ăn dinner mà kêu người ta cởi dài ra vui một cái bàn này. Em tưởng tượng cái không gian này đi, 10 người ngồi trong nhà anh ăn kiểu giống như vậy mà 10 người nhìn dưới đất là măng dớ không á, anh với em răng măng dớ á, đúng không, nhìn thử không mắc cười lắm. Như bây giờ anh với em mà quay phim mà rồi, quay như vậy quay như này mà tự nhiên hai người đây còn măng dớ đây á, hả, chắc là anh nói là chịu không nổi. So, đi đủ bộ. Em anh hay diễn cái kiểu này nè. Ô mày ngon, chịu không nổi. Ô mày nhức đầu quá. Cái này thì đúng là thảo mai nè. Đúng rồi. Không, thật sự anh trauma cái xấu nhiều hơn được hơn là cái anh khen. Rồi anh nếu mà khen á, ô Khánh em đẹp trai quá luôn á nha. Hôm nay thấy trẻ hơn nhiều đó. Nghe anh biết xạo liền lập tức luôn. Nhưng mà anh có thể anh có một cái khiếu này nè Khánh. Cái khiếu mà rất là nhiều người nói anh là anh lay được cái sở thích cho anh cho người khác được. Cái đó cái khiếu của anh hay thế, lay luôn. Anh lay á, anh tại vì cái gì mà anh thích rồi á, anh diễn tả người ta bắt buộc người ta phải thích luôn vậy đó. Không biết tại sao nữa. Có nghĩa là như uống Coca Light đó, là biết nhiều người là anh bị anh lay uống Coca Light ảnh hưởng tới mức đó luôn. Tới mức đó luôn. Bây giờ tất cả những người bạn anh là ai cũng uống Coca Light chứ, hình như bây giờ nhân viên anh là ai cũng uống Coca Light luôn á. Mà mới vừa tức thì đây là anh ảnh hưởng luôn cái chị Ly á. Chị Ly trước đây là chỉ uống Coca cách đây mấy tuần trước chị nói là cái Coca Light này em uống không được, uống sao nó nhạt nhạt, sao nó kỳ kỳ á. Cái anh nói nhưng mà uống này không có đường, có cái này nó lạc nhất mà nó không có đường, mà chị uống cái này rồi em múc và chị uống coi là bình thường lại thì nó ngọt thật ngọt. Cái sau mà cái nó em uống không được đâu, hôm qua anh mới vừa mời về nhà anh nói chị uống gì, cho em uống Coca Light. Ủa sao vậy, đừng khiếu đặc biệt quá. Cho nên thật sự em uống bây giờ em thấy quen rồi, thấy cũng ngon á đó. Đó năng khiếu, năng khiếu đặc biệt đấy. Năng khiếu anh là anh lấy được cái sở thích của nó. Anh nghĩ cái năng khiếu đó nó bị, em biết nó từ sao không? Vì giống như nãy em nói là vì nó thiệt. Okay. Anh thích là anh thích nó thiệt. Rồi. Chứ không phải là anh thích và người khác thích rồi anh bắt chước anh thích. Rồi. Vì anh thích đó anh có trải nghiệm, anh có kinh nghiệm, anh rất là thích nó lắm luôn á. Thì hiểu. Bởi vậy anh mới truyền qua được cho em được. Chứ anh chứ không thôi không có truyền qua được. Không truyền được, nếu nó giả không truyền. Nó giả không được. Cái kênh YouTube của anh không chỉ khán giả trẻ, khán giả đại chúng, rồi người già, người trẻ, rồi cả giới underground. Tức là trước đây em thấy một cái câu anh Thái Công trên chương trình King Ngọc Rap của Hiếu thứ hai. Và bạn Hiếu thứ hai cũng đã có một cái buổi talk show với anh. Tức là cái sự ảnh hưởng của anh nó lan tỏa. Và thực sự nó là một cái thương hiệu cá nhân. Và nó rất mạnh trên kênh YouTube, trên kênh truyền thông. Về mặt lợi thì nó đem lại lợi cho mình khỏi bàn cãi, rất thuận lợi. Nhưng liệu có một cái mặt nào đó bất lợi hay không, bởi vì nó đang bị phụ thuộc vào cái thương hiệu cá nhân của anh. Cái bóng của anh nó quá lớn, rồi ở đây là cái doanh nghiệp của mình và cái thương hiệu cá nhân của Thái Công, thì có cái mặt, những cái mặt bất lợi của nó là mình có lường trước được như thế nào hay không, hay mình có sự tính toán nào đó làm sao? Cái hình ảnh cá nhân của anh á là anh đã làm từ hồi đó tới bây giờ rồi. Cái nhãn hiệu anh là nhãn hiệu Thái Công, có nghĩa là vì người ta muốn mua một cái phong cách Thái Công thì người ta đến Thái Công và nhận được Thái Công, chứ không phải là đây là một cái công ty nội thất cái tên màu tím màu đỏ hay là sao đó đó, đúng không? Thì đó là có một cái người cá nhân là sao, giống như một cái nhà thiết kế thời trang cũng vậy nữa, cũng như là một cái nhà thiết kế thời trang như là Valentino hay là ông Tom Ford, là cái tên của ổng, tên Tom Ford thì đằng sau lưng Tom Ford là một cái phong cách của ổng. Thì nhiều người cũng nghĩ ô vậy nếu mà Thái Công chết đi á thì sẽ ra tiếp tục làm sao. Thì dĩ nhiên anh là một cái người nghệ sĩ, người vẽ một cái tấm hình
ra, thì nếu mà dĩ nhiên anh đã chết rồi thì cái hình có thể là hy vọng nó sẽ nổi tiếng hơn và nó giá trị nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà nếu mà anh chết rồi dĩ nhiên thì đâu có ai vẽ tấm hình đó được, như là ông Picasso chết thì đâu có ai vẽ được tiếp tục nữa. Thì dĩ nhiên nó là một cái sản phẩm, cái đó là một cái nhãn hiệu, một cái di sản và nó là một cái sản phẩm nghệ thuật, thì anh nghĩ là nó cũng là điều tốt. Còn nếu mà tôi nhìn về tương lai và cái công ty anh nó sẽ như sao thì thật sự anh cũng không cần nghĩ đến. Nếu mà anh chết rồi thì coi chung quanh đây ai muốn làm tiếp tục thì làm. Không sao, như bà Coco Chanel bảo cũng chết thì sau đó ông Carla Gaffer cũng lên, hay là ông Valentino bây giờ ông cũng còn sống. Mà không muốn làm tiếp tục nữa thì cũng có người designer vô làm tiếp tục theo tinh thần của ông. Nhưng dĩ nhiên nó không phải là một cái sản phẩm của Valentino trực tiếp. Nhưng nó là một cái nhãn hiệu Valentino thôi. Còn trước đó ông lúc ông còn làm thì một cái sản phẩm Valentino thiết kế ra. Thì hôm nay nếu mà ai mua được cái ngôi nhà của anh thiết kế trong cái thời điểm mà anh còn làm việc, cái thời điểm mà anh đang sáng tạo, thì đây là một cái sản phẩm original. Có thể là 20 năm sau anh nói anh muốn về hưu nhưng mà anh muốn giữ cái nhãn hiệu Thái Công tiếp tục, thì có thể là anh có những người thiết kế nội thất làm cho anh theo cái tinh thần anh tiếp tục. Thì cái nhãn hiệu anh còn tiếp tục, còn không thôi thì là kết thúc cũng không sao. Không sao. Anh chết rồi mà anh còn suy nghĩ gì nữa. Nhưng anh nói tới chuyện di sản, về những cái gì để lại, thì em muốn hỏi anh là có những cái khoảng thời gian nào trong ngày hoặc là trong cuộc sống của anh mà ngoài chuyện nội thất ra, ngoài công việc kinh doanh ra, anh chiêm nghiệm về triết lý sống của mình hay là những cái gì mình tồn tại trên đời này không? Cái mục đích sống, cái ý nghĩa cuộc sống của mình hay không? Ý nghĩa cuộc sống là anh cũng rất là đơn giản, hạnh phúc. Hạnh phúc ngay giây phút này, ngay địa điểm này. Thì anh mà hôm nay mà anh không hạnh phúc, anh không vui vẻ thì anh cũng không có ngồi nói chuyện với em. Anh nói ô Thánh ơi, hôm nay anh mệt quá, mình cancel đi, mình không quay phim. Bởi anh phải hạnh phúc, anh mới truyền đạt được những cái thông tin anh muốn chia sẻ em được, và anh cũng thích cái nghề nghiệp này, anh mới làm anh hạnh phúc. Vậy tất cả gì anh làm anh phải thích và anh hạnh phúc. Và anh cũng tin rằng cái tất cả những cái điều đó mình phải tự tìm cái hạnh phúc cho mình, phải tự tạo ra cái hạnh phúc cho mình. Chứ không phải người khác làm cho mình, mà mình phải đi tìm, mình phải tạo ra cho mình. Chứ mình đừng có nói là vì người khác làm cho tôi hạnh phúc. Hạnh phúc em phải là cái người chịu trách nhiệm. Anh nói em phải chịu trách nhiệm cái hạnh phúc vui vẻ của em phải chịu trách nhiệm của mình. Chứ không có ai cho em hết đó. Có phải đó là lý do tại sao mà anh đã từng nói trên kênh của anh là cuộc đời em xin chết dẫn lại, cuộc đời chỉ kéo dài bằng một hơi thở. Cái câu đó nghe ngắn lắm nhưng thực ra nó là cái sự đúc kết rất nhiều thứ, và cái sự trải nghiệm, cái sự từng trải và cái sự phát triển về nội tâm và đúc kết được từ cuộc sống. Thì có phải là mình tập trung vào hiện tại như anh vừa nói? Y chang như vậy. Thí dụ, tại vì anh nghĩ nếu mà hôm nay mình làm cái gì tốt á thì ngày mai nó sẽ tốt tiếp tục. Đúng không? Mình đừng có ngồi đây mình suy nghĩ ngày mai tôi sẽ nghèo, tôi làm sao mà cứ không có tập trung cái gì mình đang làm. Thì ngày mai mình không có bao giờ mình làm gì tốt được hết. Vậy cái tất cả anh cũng nói mấy người trẻ là mình làm cái gì, cái nghề nghiệp gì á, một làm, hai là không làm. Nếu mình bỏ ra cái thời gian mình làm á thì mình chỉ tập trung làm cái đó thôi. Chứ mình nói ơ tôi làm bồi mà thật sự tôi là muốn làm thành diễn viên, thì bây tôi không bao giờ làm bồi tốt hết trơn á. Và lúc đó tôi cũng không được làm thành nhà hàng manager được. Tôi tăng lên được nếu mà tôi không có tập trung về cái nghĩa là mà tôi vừa làm mà tôi chỉ tìm kiếm tiền hay thôi. Bởi cái đó là cũng một cái suy nghĩ cuộc sống của anh, mà anh cũng truyền đạt cho người chung quanh anh như vậy. Thật sự cái gì mình làm mà mình phải thích, và mình phải hưởng cái giây phút hôm nay. Hôm nay tôi phải thoải mái với cuộc sống của tôi được. Nếu mà hôm nay tôi không thoải mái cuộc sống của tôi á, thì tôi không có bao giờ truyền qua đứa con của tôi liền lập tức được, truyền qua cái người vợ tôi được, truyền qua cái người chung quanh được, nếu mà tôi nay tôi không có thoải mái với tôi. Thì nếu mà em bây giờ nhiều khi anh nói mình phải ích kỷ một chút xíu, mình phải yêu mình một trước, mình yêu mình rồi mình không yêu mình làm sao mình lấy sức nào mình yêu người khác được. Cái là những cái đó là cái tư duy về philosophy của anh đó. Thì anh phải là yêu anh trước, anh phải coi cái thân thể của mình rất là quan trọng, cái tư duy của mình tốt nhất, chứ mình cứ nghĩ người khác mình không có lo mình làm sao mình có cái sức mạnh để giúp đỡ người khác được. Em muốn giúp đỡ gia đình em, chung quanh em thì em phải mạnh trước, em phải làm ra tiền tốt trước, em phải mới giúp đỡ người khác được, em phải nuôi người khác được. Còn em yếu đớn lấy gì em giúp đỡ người khác được? Bởi vì nhiều khi anh nói là mình phải một chút tí ích kỷ, lo cho bản thân mình rất là tốt, và sau đó mình rất là mạnh mẽ và mình giúp đỡ người khác được. Anh thường làm gì, em hơi tò mò một chút, anh có làm gì để mà
tập trung và tĩnh lặng lại cho gột rửa một cái sự ồn ào của cái thế giới xung quanh hay không? Ví dụ như tại em thấy anh cũng khá là hướng Phật, anh có thiền không, anh có hành thiền không? Anh không có thiền theo kiểu mà người ta tưởng tượng mà ngồi mà thiền. Anh thiền cái kiểu của anh là anh tập trung cái gì anh làm, cũng như sáng thức dậy á, là anh mở nhạc và anh xuống anh được cái tách cà phê cho anh, và nhà anh rất là im lặng, nhà anh như là cái resort chứ có hồ bơi, phòng khách rất là bự. Anh mở nhạc rồi anh ngồi ngồi uống cà phê, thì có bữa thì anh ra hồ bơi anh ngồi tránh cà phê, anh không làm gì, không bấm điện thoại gì lớn á. Anh chỉ ngồi đó, anh chỉ nghe nhạc, anh nhìn qua nhìn lại vậy đó. Cái đó có thể là cái thiền của anh đó. Anh mở mắt cho mình nhắm mắt, anh nhìn qua nhìn lại, anh thấy ô cái cây này hôm nay nó tươi, nó xanh ghê, bông nó mới nở nè, không qua bông nó còn búp, hôm nay bông nó nở nè. Ô anh ngồi anh nghe, ô sao bữa nay có nghe chim hót nha, hay là bữa nay anh nghe cái gió mùi nó cái mùi thơm của bông nó mới nở, anh hủi được. Cái đó có thể là cái thiền của anh á. Cái thiền của anh là không phải ngồi mà nhắm ra là gọi là thiền đúng không? Anh không có làm cái kiểu đó. Hay là anh nói chuyện với người nào á thì anh tập trung hiểu người ta nói cái gì cho anh hiểu. Ví dụ mỗi người có một cái ý thì anh ráng cố gắng hiểu ý của em. Thì có thể cái đó gọi là thiền đi. Rất tập trung vào cái việc mình đang làm. Người ta gọi là mindfulness, là thường hay được dịch là chánh niệm, tức là rất tập trung vào những cái thứ mình đang làm. Mindfulness đó là một cái xã hội bây giờ cũng phát triển rất là nhiều, đúng không? Cái mindfulness. Thật sự em biết ít người lắng nghe được nữa. Tập lắng nghe đi, thà tập thiền. Mà bây giờ mình lắng nghe vợ mình thôi, nói thôi á, là cái đó còn hơn thiền nữa, lúc đó còn hơn đi chùa nữa. Anh nói mà em chỉ lắng nghe vợ mình nói cái gì hay là ông chồng mình nói cái gì. Và một cái câu hỏi giống như là trong anh thì thật sự là anh nói anh không phải là đạo Phật, nhưng mà anh đọc sách Phật không biết bao nhiêu quyển sách, và anh đọc từ ông Dalai Lama đến Thích Nhất Hạnh, tức là như anh đọc rất là nhiều. Nhưng mà đó là một cái philosophy chứ không phải là đạo. Bây giờ anh nói nhà anh á, nhà anh không có bàn thờ, không có cây nhang, anh không có cúng gì hết trơn á. Cái bữa mà ngày mà đám dỗ má anh á, cái ngày mà anh mất một năm á, thì cái bữa đó anh ở ngoài nhà anh chỉ mở cái phim anh làm trên YouTube về cái cho má anh làm, khi anh coi cái phim đó rồi anh coi hình, rồi anh ngồi anh nghe nhạc, rồi anh nhớ như thôi, rồi xong. Và cái ngày đó là cái ngày cúng đám dỗ của anh đó. Chứ anh không có cần mà mời nguyên họ hàng nấu ăn đến rồi đám dỗ ngày má anh chết. Má anh chết là cái chuyện cái tâm của anh. Anh chỉ muốn nhớ cái giây phút đó má anh mất thôi, và anh nhớ má anh lại thôi. Chứ anh không có cần mà cúng đốt nhang lên, thì anh không phải là cái phong cách đó. Nhưng mà anh hiểu rất là rõ về đạo Phật, rất là rõ, và cái triết lý của Phật anh rất là rõ về cái đó. Thì anh sống theo cái triết lý đó hơn là cái đem cây nhang ra cúng. Một cái gì đó không phải là tín ngưỡng mà là nó là cái triết lý cuộc sống của mình hướng theo. Trong cái quá trình trưởng thành của mình, có những cái giai đoạn mình nhiều khi mình nhận ra được bản thân mình, hiểu về bản thân mình hơn. Có những cái khoảnh khắc hoặc có những cái giai đoạn nhờ trải nghiệm đó mình chợt nhận ra là tôi đã trưởng thành hơn một tí, tôi đã thay đổi hơn một tí. Thì với anh thì đó là giai đoạn nào, anh còn nhớ không? Anh ở nhà với ba má anh khoảng tới 18, 19 tuổi là anh đã dọn ra rồi. Anh đã ở riêng sớm rồi. Và lúc đó anh cũng tự làm ra tiền rồi, anh cũng tự nuôi anh được rồi. Lúc ba má anh không cần xài tiền của ba má anh. Anh lúc mà ảo thuật rồi anh cũng ra tiền, anh tư vấn trên cho sân khấu, cho nhà hát lớn ở bên Đức, rồi anh làm đủ cứ thứ hết trơn á. Thì anh cũng rất là tự lập. Thì mỗi cái thứ đó có thể là nó luyện cho anh là phải tự lập, tự tin, và tự tin vô bản thân mình, và mình phải tự chịu cái trách nhiệm cho cuộc sống của mình, chứ không ai chịu trách nhiệm mình hết trơn. Bởi vậy anh cũng không có tin những cái câu mà gọi là thật sự cái đó nó liên quan về cái mê tín. Thí dụ có thể nói là cái kiếp trước cái thái công là chắc là tốt lắm luôn, kiếp này thái công mới được sướng như vậy. Thì cái câu đó thì tiếng Việt mình hay dùng là kiếp trước mình có gọi là gì? Kiếp trước sao? Tiền kiếp, kiếp trước mình sống tốt. Sống tốt rồi kiếp nay mình đi hưởng. Thì cái câu đó anh nghe anh thấy, nếu mà anh có thể là bây giờ có một cái tranh cãi trên kênh của em, nếu mà anh chiếu cái đề tài này. Không sao, em thích tranh cãi lắm. Cái câu đó anh thấy nó hơi ác độc cho cái người sống. Vì tại sao? Em biết không? Tại vì nếu mà em nói mà cái kiếp trước mà tôi đã ác độc á, tôi làm cái gì xấu bởi kiếp này tôi phải trả nợ lại, thì nếu mà em nói với một cái người đó thì cái người sống hôm nay người ta không còn cái gì cố gắng nữa. Người ta nói ồ vậy kiếp trước tôi đã tội lỗi quá, quá rồi nên kiếp này tôi phải trả hết, đến nay tôi phải trả lại thì tôi không còn sống cố gắng tôi nữa, thì ác độc quá, ác độc.
và mất cái sự tự tin cho mình và không có thực cái cố gắng và đổ thừa cho người khác. Tôi đổ thừa vì cái kiếp trước tôi á làm như vậy. Nên kiếp này tôi cứ như vậy. Tôi đổ thừa và tôi không phải là thấy tôi thất bại, tôi dở, tôi không có nhìn xa hiểu rộng được, tôi không có mở mang được, tôi không có biết học hỏi, tôi biết kiên trì, biết nhẫn nại, biết bỏ công sức ra. Tôi đi đổ thừa vì cái kiếp trước tôi. Do hoàn cảnh nó vậy rồi nên là. Đúng không, hoàn cảnh thì ok tôi bỏ trôi luôn, ok vậy ráng chịu. Tôi cũng không làm, tôi ngồi tôi uống bia, tôi coi TV, tôi ăn tiền xã hội. Tôi không làm tại kiếp trước tôi, bây giờ tôi nghèo tôi ráng chịu thôi. Đó không phải như vậy. Cái đó là cái thật thì là cái mà trải nghiệm về cái cuộc sống. Anh muốn chia sẻ cái đó có thể như vậy đi. Cái là anh phải, mình phải tin vô mình. Cái đó là cái suy nghĩ về về cái cuộc sống. Mình phải làm sao, mình phải chịu trách, anh dùng cái này gọi là mình chịu trách nhiệm nha, mình phải chịu nhịn chứ không có kiếp nào chứ. Dạ. Ngay tại hiện tại này thôi. Kiếp nào. Bây giờ thì nhìn anh trên xuất hiện trên YouTube rồi những cái video của anh, lúc nào anh cũng thấy một cái nguồn năng lượng tích cực, tươi cười, vui vẻ. Nhưng em tin rằng là anh cũng có rất nhiều áp lực và những cái vấn đề về công việc, về cái cách mình đang kinh doanh tại đây với những gì mình đang làm. Thì những lúc mà anh cảm, những lúc như thế nào thì tinh thần anh bị ảnh hưởng nhiều nhất, những lúc này như thế nào thì khiến anh cảm thấy bị tâm trạng mình bị xuống, và mình làm gì để mình vượt qua cái bad mood đó, những cái lúc mà mình tâm trạng xuống hoặc là cái cảm xúc của mình nó như thế nào, nó khiến mình khó kiểm soát nó, thì có những lúc nào như vậy không? Có chứ, anh đâu phải làm thầy chùa đâu. Dĩ nhiên anh cũng có vui có buồn. Không, anh có một cái suy nghĩ như vậy nè Khánh, là cái gương mặt của anh á, em nói là anh cũng vui tươi cười đúng không, cái sự đó thì bởi sự anh muốn giữ gìn cái gương mặt của anh á, là cái gương mặt phúc hậu, hạnh phúc. Cái gương mặt đó mình không có giữ gìn mà mình lấy kem sức mặt mình sức lên rồi cái mặt mình là phúc hậu đó. Hay sức cái mặt mình kem mình đi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, mình căng da mặt lên, chưa chắc mình thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc nó tựa ở bên trong ra. Chỉ bởi vậy anh phải tìm cách làm sao cái nghề nghiệp của anh á và cái chung quanh của anh á là làm sao cho anh đừng có bị nó ảnh hưởng vô cái gương mặt của anh. Bởi cái quyển sách của anh làm là My Parents á, thì cái câu đầu anh có nói một cái câu là lúc 20 tuổi á, ông trời cho chúng ta cái gương mặt. Lúc 40 tuổi cuộc đời cho chúng ta cái gương mặt. Và lúc 60 tuổi thì mình mới được cái gương mặt của mình. Thì 40 tuổi là mình đang ở 40 nè, đúng không? Dạ, thì đúng đây rồi. Là cái gương mặt mà mình sống làm sao thì cái nó hiện trên cái mặt của mình đó. Em sống trong một cái xã hội mà rất là mệt mỏi, cạnh tranh, tranh đấu rất là nhiều, thì thấy trên cái gương mặt của anh. Cái ông trời sanh ra cũng hay chứ ha. Cái người nào mà nhìn vô mà láo cá đó, nhìn vô thấy liền lập tức đúng không? Cái người nào mà gian lận đó, nhìn vô thấy liền lập tức trong sinh tướng hả? Cái người nào mà hung dữ nhìn vô thấy liền lập tức đúng không? Đó, cái đó là nó cũng từ xã hội ra. Ai đẻ, người ta đẻ ra cái con mặt baby đâu có nhìn nó hung dữ đâu. Con nít đẻ ra nó còn nhỏ nhìn nó đâu phải là người láo cá đâu. Đâu phải là cái người mà ác độc đâu. Tích tụ trên mặt. Đúng không? Tất cả nó lên cái gương mặt mình 40 tuổi đó. Bởi vì nếu mà mình cảm thấy mấy cái người nào, bởi vì mình phải anh giữ gương mặt anh đó, anh cố gắng á. Bởi nhiều khi anh cũng mệt mỏi. Anh mệt mỏi nhiều thứ, cái anh mới suy nghĩ lại. Cái mặt bữa nay nó hơi bị nếu xuống, mà mình nhìn mệt quá thì mệt mỏi đó, đắng cay á. Đắng cay à, đúng không? Nó nhìn cái mặt rất là đắng cay. Có nghĩa là qua trải nghiệm nhiều thứ xấu quá nó lên cái gương mặt mình. Ok. Anh rất là sợ cái luôn á. Bây giờ không có phẫu thuật thẩm mỹ nào mà chữa cái được hết trơn á. Có thể căng da mặt em được, nhưng mà cái gương mặt mà đắng cay á không ai chữa được hết. Vậy cái lúc đó em phải ngưng lại, em phải rồi. Vì sao cái cuộc sống của tôi mà bị đắng cay như vậy? Vì sao tôi phải tranh đấu nhiều như vậy? Để cái gương mặt của tôi nó bị như vậy hay sao? Nhìn quá quá nhiều mệt mỏi. Bây giờ tôi có cách chịu ra những cái mặt tôi càng ngày thấy không còn phúc hậu nữa. Càng ngày thấy càng mệt mỏi nữa. Có thể từ ngày anh ở Việt Nam á, cái gương mặt anh nó sẽ hơi dữ hơn chút. Dữ hơn chút. Là do những tác động. Cái chung quanh xã hội em biết, thí dụ bây giờ dĩ nhiên em biết là cái mood á mình lay người khác được. Thí dụ em thức dậy em rất là good mood, em hôm nay tập thể dục về thoải mái em. Cái tự nhiên em đi gửi xe,
cái gửi xe, cái ông gửi xe ổng hôm nay sáng này ông bị vợ ông chửi, em nói à, anh để xe em lên đâu, anh để qua bên kia kìa, anh la em một trận gì đó, cái tiếng em gây anh bực mình, gây em như vậy. Lúc em cũng chưa bực mình lắm, cái xong em vô một cái bán bà bán bánh bèo, bà cũng nạt em trận nó sao không xếp hàng kia, tôi có chưa đâu luôn, bà gây ra em. Rồi em vừa vô văn phòng thì cái cô thư ký đang cãi lộn với bạn trai, rồi cũng lay cái bực mình của lay qua, lay cái mút qua. Ở Việt Nam anh thấy cái giao thông ở Việt Nam á, nó làm cho người ta rất là dễ bực mình. Rồi em hiểu anh. Em vừa thức dậy là em vui vẻ mà em lên xe Honda hay để xe hơi là em bực mình. Và cái và em vô văn phòng em bực mình tiếp tục. Yeah. Tiếp tục nó là thì ta nói là cái giao thông thôi á. Rồi sau đó những cái uy tín đi. Thì anh là Việt Nam thì cái uy tín nhiều khi không có, như là những người thợ mộc, thợ hồ, thợ nước hay gì đó mà anh làm á, người ta không giống như anh muốn cái thời điểm, thời gian hay kia. Được không? Rồi bắt đầu làm cho mình bực mình lên. Anh nói tôi có nên làm cái nghề này tiếp tục không ta? Tôi làm đây tự nhiên tôi đó, có được gì đâu, đó. Đúng không? Đây, hả? Đó. Nhưng lúc đó là mặt mình cũng bị ảnh hưởng rồi đó. Đúng không? Rồi dạ. Cái đó là cái gương mặt cái mình bị ảnh hưởng đó. Gia vào những mấy cái hay là mình gặp khách hàng, khách hàng mà cũng hơi hung dữ đi, khách hàng cũng hơi và ít email rồi chửi mình rồi nạt nộ giờ mới chịu khai đâu, nãy hỏi không khai đúng không? Dạ, nhưng mà không biết cho anh, bởi vì anh mới tổ chức cho anh á là điện thoại, số điện thoại anh á không ai có chứ, khách hàng anh mà còn không có nữa, không gọi chửi không, được không gọi được ha. Yeah. Và ngược lại thì anh cũng nói nhân viên của anh là mình làm việc tới 7 giờ tối. Yeah. Và 7 giờ tối mình không bắt điện thoại nữa, và 10 giờ sáng công ty mới kia là 10 tháng anh bắt điện thoại lại. Có người nào mà điện thoại 9 giờ tối anh không có bắt, công ty đâu hay bắt đâu, mà điện thoại tối anh cũng tắt rồi. Và sáng á sớm 8 giờ sáng điện thoại anh cũng không bắt được, 10 tháng anh công ty anh mới làm việc. Thì bây anh cũng phải truyền cho nhân viên anh cũng y chang những cái điều đó để cho người ta hạnh phúc, người ta làm người ta cũng có cái riêng tư. Hay là bạn trai anh Huy đi, cái điện thoại là sau 7 giờ khách điện thoại không bắt. Hay là nếu mà nhắn tin là giờ em đang đi ăn thì anh thấy không, ngày mai em gọi lại, giảm bớt cái sự coi như là bực mình. Dạ. Để nó ảnh hưởng lên cái tâm trạng của mình. Tâm trạng của mình, bởi vì cái đó mình phải tổ chức được thì anh cũng phải tập cái tổ chức những cái đó. Anh cũng khuyên tất cả những người mà kinh doanh đó, cứ nghĩ lại cái gương mặt của mình đi, cái gương mặt mình có nên không. Bây giờ mình thâu vô vài triệu đô la nhưng mà cái mặt mình nó căng quá không chán được tâm trạng được thì không, thực cái số tiền nó không có nào mà chữa được hết, nó có đáng hay không. Đó là cách anh quản trị cái cảm xúc bằng cách là giảm bớt cái sự bực mình. Dạ. Và anh cũng thú nhận là bây giờ mặt anh về Việt Nam là dữ hơn xíu. Dữ hơn. Là kiểu gì cũng có tác động vô chút xíu. Dạ. Anh là một người có vẻ như là một cái người theo chủ nghĩa hoàn hảo một cách cực đoan, tới cái gì cũng phải chỉnh chu từng ly từng tí một. Anh có nghĩ mình là một người theo trường phái là hoàn hảo, chủ nghĩa hoàn hảo một cách cực đoan không? Ồ, nghe cái đó hơi lúc nào cũng muốn theo, lúc nào cũng muốn nó hoàn hảo nhất. Có phải là anh có nghĩ là mình như vậy không? Nếu mà anh như vậy chắc là anh cái mặt anh nó còn mệt hơn nữa đó nha. Căng hơn nữa đó. Yeah. Ông mình phải bỏ ra một chút luôn, mà phải easy going một chút xíu vậy. Yeah. Ông có thể anh kỹ tính, có là anh có một cái thứ thói quen, cũng như cái ly nước này là phải có một cái miếng lót ở dưới. Nó thành một cái thói quen rồi. Yeah. Chứ bây giờ lấy cái ly này mà trên đây anh không thích thì cái đó nó quen chứ không phải là hoàn hảo. Yeah. Mà nếu mà không có thì anh sẽ nhắc nhở ok anh cần thêm một cái dĩa để lót cái ly. Anh chỉ thích cái kiểu mà anh đã làm hồi đó, giờ như cái ly nước á, anh muốn có cái ly này nó phải như vậy thôi chứ. Dạ. Có người khác nói gì anh hoàn hảo quá, anh phải cần cái ly có lót, nhưng mà cái thói quen anh như vậy rồi. Hiểu. Anh ăn là phải có một cái khăn napkin để trên đùi anh mới chịu. Thì ở nhà anh đã quen rồi chứ mà không phải là ngảo. Dạ. Đúng không? Bởi như vậy thì cái khăn mà nó nhiều khi mà giặt mà nó bị hơi còn dơ một chút xíu, tại người ta ủi nó giặt thì anh cũng nói không sao. Dạ. Anh cũng bỏ qua. Okay. Nhưng mà nói, ô cái khăn này nó dơ thật dơ nè, phải giặt cho sạch sạch anh mới chịu nè. Thì cái đó là hơi bị chê bai nhiều cái hoàn hảo. Dạ. Không phải là như vậy. Okay. Không phải như vậy. Có nghĩa là anh có một cái lối sống quen của anh, và cái ra mền của anh là hai ngày phải thay khăn lông, anh phải thay mỗi ngày. Thói quen nếu mà không thay mỗi ngày thì anh khó chịu, nó ồ khăn lông bữa nay sao chưa thay. Em hiểu rồi, đúng không? Anh có cái chuẩn riêng của mình, có cách thói quen riêng của mình, và có thể với một số người khác họ thấy là hoàn hảo. Đúng rồi. Nên họ thắc mắc thôi chứ. Còn anh vẫn rất tự nhiên mà anh cũng không. Nếu mà còn anh cũng thông cảm được nhiều thứ không làm hoàn hảo được, anh cũng có cái thông cảm ở trong đó. Okay. Anh không phải là bắt buộc phải làm y chang như vậy. Tại nhiều cái anh cũng có cái thông cảm lắm. Nhiều khi thợ mộc ở Việt Nam không có làm 100% như là lên làm trong một cái du thuyền được. Giống như cái này ốp gỗ người Việt Nam làm ở đây, thợ mộc ở đây đi, mà em muốn ốp cái này mà trên một cái du thuyền á, thì anh thấy người Việt Nam chưa bao giờ ốp một cái gỗ này trên du thuyền được hết. Yeah. Một cái du thuyền mới 40 triệu đô la, 100 triệu đô la mà kêu ốp gỗ này á, thì là
người Việt Nam chưa làm được. So, bởi vậy anh cũng đâu có bắt buộc phải làm hoàn hảo như trên du thuyền đâu. Trời. Thì anh cũng là thông cảm được. Em hiểu ý anh. Thông cảm được cái này là nó chỉ tới đó thôi. Dạ. Mà bởi vậy anh mới dùng những cái nội thất hoàn hảo của anh, đẹp của anh để trước cái này thì người ta sẽ, cái người khách người ta nói ok cái này thì sản xuất Việt Nam nó cũng được được thôi, nhưng mà quan trọng nó chung là cũng ok. Yeah. Bây giờ mà anh đòi cái này mà hoàn hảo hết á, thực sự là chưa có công trình nào sẽ xong hết. Mình phải nhìn vô cái thông cảm được cái đó. Tới một cái mức nào đó để mình chấp nhận. Còn đúng anh em nói là anh có một cái tiêu chuẩn riêng của anh, cái lối sống của anh nó như vậy. Thì cái tiêu chuẩn của anh nó như vậy. Còn nếu mà anh đến nhà em á, mà em không có lót cái ly đó, cái miếng đó mà em lót á, thì anh cũng không bắt buộc em. Khánh ơi, em đi vô nhà bếp lấy giùm anh cái lót đi. Không, cái này là nhà của anh, nhà của em. Em muốn sống làm sao em sống. Anh đâu có cần kêu em bắt buộc em đi vô nhà bếp lấy cái miếng lót này lót ra. Tại vì anh, em mời anh đến nhà em ăn uống mà anh còn chê nữa đâu. Anh cũng đâu có vô duyên tới như vậy. Đúng không? Nhiều khi vô duyên, không vô duyên đến nỗi mà bắt em đi lấy cái miếng lót này trong nhà bếp ra. Thì cái kiểu của em thôi. Nhưng mà nếu mà cho anh làm, anh mời em đến á, thì anh làm theo kiểu của anh. Ok, còn em hiểu. Cái gì thì cũng không phải là quá khó tính tới mức cực đoan đâu. Rất là có một cái sự linh hoạt và có cái chuẩn riêng của mình. Và cũng thông cảm cho người đối diện. Không, thường anh cũng cái thông cảm anh cũng lớn lắm luôn em. Anh nghĩ cái sự thông cảm của mình đó, nó cũng liên quan, anh nói với em là có thể nó liên quan về cái giờ giấc cũng có nữa. Nhưng mà ví dụ cái bữa nào mà em vui á, thì em đem cái nhà hàng em tới người ta cái ly nó hơi dơ một chút xíu, có thể là em thông cảm được. Mà cái bữa nào em bực mình á, ô cái ly này dơ, đổi cái ly khác. Do tâm trạng. Tâm trạng đúng không? Mấy cái tâm trạng anh thật sự là cũng rất là tốt, bởi vì anh thông cảm rất là nhiều. Hiện nay thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với cách đây 7 năm mới về đúng không? Tâm trạng hả? Nó bây giờ ổn định hơn đúng không? No, trước đó độ bình hơn. Dạ, bây giờ thì lên xuống. Lên xuống hơi nhiều hơn. Tại vì công việc nó nhiều hơn, gặp nhiều thứ nhiều hơn vậy. Đó, bởi anh phải chỉnh nó lại, anh muốn cái thông mình, cái người nào mà càng thông cảm càng nhiều á, thì em thấy cái người đó càng hạnh phúc. Càng thông cảm càng nhiều càng hạnh phúc. Đúng rồi. Dạ. Mình còn bực bội cho người mình là lấy gì mình thông cảm cho người khác được. Mấy người mà cứ chỉ chê cái này chê cái kia vậy đó, của người khác á. Ủa anh vậy anh có cũng đi chê đúng không? Không, anh chê theo nghề nghiệp mà. Cái chê là cái thứ anh chê cái phong cách này là anh tại nghề nghiệp của anh. Nhưng mà anh tới nhà em á, thì thật sự là nếu anh mời đến anh không có chê em cái này kia, cái là chúng em vậy. Còn nếu mà cái nghề nghiệp anh thì anh khái phê bình, anh chê, cái là cái khác nữa. Trên góc độ nghề nghiệp chứ không có chỉ trích cá nhân. Về nghề nghiệp mà có thể anh cũng phải tập làm sao mà tách nó ra chút xíu ha. Là nhiều khi mình cái nghề nghiệp mình mà chê nhiều quá có thể nó có bực mình trong người không? Không biết, nhiều khi nó ảnh hưởng lên cảm xúc, nhiều khi nó thì em làm chính trị gia mặt, đi anh có căng lên không? Không, mỗi lần anh chê mà anh có căng xíu nào? Không, nhiều khi mình cũng phải đem về nhà chứ. Thì em làm chính trị gia đi, hay là em làm thì business chê nhiều quá là năng lượng nó là tiêu cực. Khi mà chê nhiều năng lượng là tiêu cực, cho nên không biết là ảnh hưởng tới cái tâm trạng của anh như thế nào khi mà anh chê nhiều. Hoặc là mỗi lần anh chê với một cái trạng thái rất là bình thường, không phải là mình đang cố gắng tiêu cực hóa. Thì cái sự không phải là chê, mà là góp ý anh thôi, bình luận góp ý. Ok, có nhiều người khác thì nghĩ là anh chê, thật sự đúng, đó là anh đang góp ý và anh bình luận chứ không phải là chê đúng không? Bởi vì anh thấy nó bình thường luôn. Anh nghĩ anh là con người sống thiên về tình cảm hay là lý trí nhiều hơn? Tình cảm. Em cũng đoán vậy. Cảm xúc nhiều. Bởi vậy nhiều khi nếu mà anh lý trí thì có thể là anh không về Việt Nam kinh doanh. Có thể cái ngày hôm nay anh cũng còn không có mở tiệm nội thất nữa, nếu mà anh theo cái tính số quá không á. Vậy nó nhiều ở cảm xúc nhiều hơn. Về cuộc sống hiện tại thì có điều gì mà anh còn chưa hài lòng, hoặc là có một cái trăn trở nào đó mà anh muốn làm và muốn thực sự đang muốn làm mà chưa làm được? Có một cái đề tài này anh mới vừa cũng nói chuyện với bạn trai anh cái điều này, không biết có phải là cái câu trả lời của em hỏi hay không. Anh đang thiếu những người chung quanh của anh đó em. Những người chung quanh của anh đem một cái inspiration cho anh đó. Một cái cảm hứng. Cảm hứng nhỉ. Anh thấy từ ngày anh ở Việt Nam á, thì anh đem cái cảm hứng cho người khác rất là nhiều. Okay. Anh đem inspiration người khác rất là nhiều mà anh không có nhận lại. Cũng như một cái bàn ăn đó thì anh thích là có người này, người kia, người nhiều người nghệ sĩ khác nhau, người có kinh nghiệm khác nhau, mà mình trao đổi nhau, mình đem một cái inspiration cho nhau. Thì cái đó anh thấy hơi thiếu sót trong cái cuộc sống của anh ở Việt Nam. Được truyền cảm hứng trở lại như là một người mới vừa đi xem cái triển lãm rất là hay. Và cái đó của nó anh thấy không, coi cái anh mới triết lý về cái hình ảnh đó, hay là về cái nhạc opera nào mới vừa xem, hay là một cái phim nào, hay là người nào làm cái gì đó đem qua đem lại cho một cái không khí nghệ sĩ.
một cái kinh nghiệm và cái nghề cái đó thì anh nó hơi đang thiếu sót cái điều đó, thì anh đang nhớ là cái đó nó làm cho anh cũng hơi buồn. Yeah. Anh muốn có một cái group, một trong một cái bàn ăn của anh 8 người mà tranh cãi, tranh luận, chia sẻ với nhau rất là hay và học hỏi với nhau rất nhiều. Em yeah. hiểu cái cách anh nói và hiểu ý không? Vậy thì anh phải bằng cách nào đó anh lay cái sự truyền cảm hứng cho người khác để từ từ họ có thể truyền lại. Không biết cái anh đang cần người khác lay anh cũng là đấy. À. Còn bây giờ có vẻ như anh đang hơi cô đơn một tí. Cô đơn một chút xíu vậy. Yeah, 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 cái sự yeah. một cái môi trường truyền cảm hứng. Vậy có mình anh truyền à? Dạ. Yeah. Em biết không? Có một chuyện mắc cười lắm. Anh mới về sinh nhật là 49 tuổi. Dạ. Yeah. Và anh định làm một cái sinh nhật ở nhà anh. Ở nhà anh cho ở nhà anh muốn mời đến nhà anh. Thì em biết mà ai mà được đến nhà anh á là anh phải thân lắm, anh phải quý lắm, anh mới mời đến nhà anh. Đấy là một cái chỗ riêng tư. Bây giờ anh nói là nếu mà người nào ngồi trên sofa của Thái Công á mà ngồi ngửa ra như vậy đó mà uống như vậy là phải thân Thái Công lắm á. Yeah. Mà coi TV với anh á, phải không? Bởi vì anh muốn mời 49 người bạn anh tới nhà anh chơi. Cái anh mới làm một cái list. Anh mới được có 9 người em. Còn 40 người khác okay. không biết ở đâu ra đây. Rồi, đợi thêm bao nhiêu năm nữa để đủ 40 người. Đúng không? Ở Việt Nam anh quen cả 100 người. Tự anh đi đâu người ta cũng biết bạn hết trơn. Anh quen rất rất là nhiều người. Mà anh cũng được nhận rất là nhiều thiệp mời. Ngày nào cũng có thiệp mời chứ. Dạ, mà anh cũng ít đi lắm. Bây giờ anh muốn ngược lại, anh muốn mời 49 người bạn thân đến nhà anh. Anh không có. Chưa, 9 người chưa có nữa. Đó là mới thiếu 40 người. Mà anh kể cho một người bạn anh, người bé bụng luôn đó. Rồi. Đúng rồi đó. Cái người okay. bạn thân anh rất hiểu cái ý anh luôn. Yeah. Mà hy vọng là anh sẽ có sắp tới sẽ có thêm nhiều người bạn sau khi mà họ xem cái lời đề nghị thỉnh cầu này. Để coi lúc mà anh 50 tuổi anh có đủ 50 người khách thân của anh đến nhà anh chơi, và hay là anh dẫn đến một cái chỗ địa điểm nào mà chơi cùng nhau 3 ngày liên tục mà rất là thân thiện. Và không, anh muốn cái người bạn chơi với anh á Khánh, người ta phải thật, người ta phải thiệt, người ta không có được một cái diễn, người nào mà diễn một chút xíu anh biết liền là tức là anh không có tiếp xúc được nữa. Cái người ta rất rất là thật nói, và có nghĩa là không có thể hiện là bây giờ tôi sao hết trơn. Cái đó anh biết liền là tức okay. cái người bạn anh phải thật phải là thiệt lắm luôn á, thì anh mới gọi là người bạn anh được. Em cảm ơn Thái Công rất nhiều vì đã mở lòng ngày hôm nay. Em không biết chúc gì hơn là chúc anh sớm có được cái list 50 người bạn truyền cảm hứng. Và không, 50 người chắc không bao giờ có đâu em. Không, nhưng mà anh sống theo cái câu ca dao của bên Đức á. Yeah. Nó nói là Der Mensch ist töricht, wenn seine Freunde zählt. Ein Bündel rüwig nützt dir nicht, wenn ein Stab dir fehlt. Nghĩa là Der Mensch ist töricht, một cái người ngu ngốc nếu mà đếm bạn bè của mình, khoe bạn bè mình bao nhiêu, giống như là một bó rơm không có ý nghĩa bằng có một cái cây cổ thụ. Thì thà một cái người bạn rất là tốt còn hơn một bó rơm. Thì thật sự anh rất là tự hào có rất là ít khách, ít bạn. Anh rất là thích cái điều đó luôn. Anh nói vậy chứ thật sự anh không có cần kiếm người 40 người nữa. Thật sự anh rất là thích, anh rất là có một cái, và người nào mà làm bạn anh rồi thì người ta cũng hiểu cái điều đó. Vậy cũng anh ngược lại anh rất là tự hào là anh người rất là ít bạn mà quen rất là nhiều người. Còn có nhiều người mà nói tôi có rất là bạn nhiều, anh cũng đặt câu hỏi. Nhưng mà cũng như bạn bè nhưng nhắm cái chữ là bạn bè đúng không? Bạn và bè đúng không? Còn anh tập trung giống như đã nói đó. Dạ. Cũng cần thêm cái niềm cảm hứng cho anh nữa thì em cũng chúc anh sớm có được điều đó. Em biết lúc mà anh ở bên Tú Sương, cái nhà anh là anh sinh nhật anh á là hình như tới 150 tới 200 người đến luôn em, rất là đông luôn. Bữa có một bữa em đến luôn, nó có nhiều người đến anh không biết người là ai luôn á. Dạ. Tại vì người ta bạn đến quen rồi, người này dẫn người kia, người dẫn người nọ. Thật sự nếu mà một cái buổi tiệc mà đông thật đông á anh làm được hết cũng được. Trong như ở đây đám cưới mời 500 người, mời 1.000 người đám cưới, oh my god, đúng không? Okay. Đó cái em hiểu cảm giác của anh. Chúc anh mọi thứ may mắn và sức khỏe. Em cảm ơn Khánh đã đến hôm nay. Thái Công rất rất nhiều. Yeah. Hy vọng cuộc trò chuyện vừa rồi đã giúp các bạn hiểu hơn một chút về con người của anh Thái Công. Phải nói là rất nhiều thứ để tôi nhớ về cái cuộc trò chuyện này. Trong đó có cái ý là năm 20 tuổi, anh Thái Công có nói rằng là năm 20 tuổi thì cái gương mặt bạn là do bố mẹ bạn tạo ra. Cho đến năm 40 tuổi thì gương mặt bạn thì do chính những cái trải nghiệm, do cái cách sống của bạn tạo ra. Cho nên hãy sống làm sao, hãy tự chịu trách nhiệm cho mình, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, và tự mình có thể tạo ra hạnh phúc và thành công cho mình.
thì về con người của anh Thái Công là như vậy, luôn rất là thật, rất là thẳng thắn, có sao nói vậy. Đó là cái cách sống của anh, thì hy vọng phần nào đó truyền được cảm hứng cho các bạn khán giả và là một cái những cái kiến thức để chúng ta có thể tham khảo thêm về cái cách của một con người như vậy. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi The Cuộc Khánh Show Premium và chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi góp ý để cải thiện chương trình một cách tốt hơn. Xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở tập lần sau.